cũng như các bác nói là tại sao mà có những cái bộ hương, gỗ hương mà chỉ có 10 triệu. Nhưng mà cũng thư cô đối vậy, có những cái bộ có khi 13, 14 triệu cũng có. Mà nhưng có những cái bộ như đây là hơn 20 triệu cũng có. Bởi vì sao? Xin chào toàn thể các bác đang đón xem video của Nam nhé. Chia sẻ với các bác là thời gian gần đây thì có bác khách hỏi bên cơ sở nhà Nam ấy, là có một cái vấn đề là một cái bộ bàn thờ An Gian gỗ hương mà giá có khoảng hơn 10 triệu một chút. Đấy, thì bác ấy bảo là không biết là có phải là có đúng như vậy hay không. Thì trong video này thì Nam cũng muốn giải đáp thắc mắc cho các bác về cái vấn đề này. Thì đầu tiên thì Nam muốn chia sẻ với các bác là đối với cái dòng nếu mà nói về bàn thờ ấy, hiện nay trên thị trường thực ra ở như làng nghề chỗ Nam chuyên về đồ thờ, những cái bộ bàn thờ hoặc hoành phi có đối như thế này đấy, bên Nam thì bên chỗ cơ sở nhà Nam hoặc là làng nghề chỗ Nam là làm rất là nhiều và giá nào cũng có, hầu như giá nào cũng có các bác nhá. Đấy, quan trọng là về cái chất liệu. Thì như câu hỏi của bác ấy là về một cái bộ bàn thờ gỗ hương mà giá đâu đó khoảng trên 10 triệu một chút thì có hay không, thì thực ra Nam chia sẻ với các bác là có, không chỉ là gỗ hương mà những cái dòng gỗ khác cũng có, là cái những cái bộ bàn thờ An Gian mà chân 14 mà giá chưa đến 10 triệu cơ. Các bác có tin được không ạ? Đấy, thì chia sẻ với các bác là ví dụ nhá, như thế này này. Ở chỗ ông Nam ấy thì những cái hàng mà ví dụ như hàng đặt có, hàng bán tự do có, hàng chợ có, hàng nào mặt hàng nào cũng có. Ví dụ như các bác có thể đến trực tiếp ở làng nghề chỗ Nam xem những cái bộ An Gian thờ mà có những cái bộ mà chưa đến 10 triệu đâu ạ. Đấy, những cái dòng gỗ ví dụ như hàng mít Nam Phi. Đấy, hoặc là hương đỏ. Hương đỏ các bác nhá. Thì nếu như câu hỏi của bác ấy thì bác ấy bảo là gỗ hương, thì thực ra gỗ hương thì có nhiều loại gỗ hương đúng không ạ? Đấy, các bác có thể lựa chọn một là hương đá, hai là hương đỏ, ba là hương gọi là hương hương ta mình ấy. Nhưng mà cái dòng đấy thì bây giờ nó hiếm lắm. Giá cái bộ đấy thì bảo 10 triệu là không có đâu ạ. Đấy, như cái dòng hương đỏ bộ giá 10 triệu là có. Vì sao? Một cái thứ nhất là nói về cái kích thước chiều dài này. Ví dụ cùng độ dài 2m17. Nhưng mà về chiều cái độ dày dặn của một bộ sản phẩm, ví dụ như cái gỗ hương đỏ, nhiều khi là nếu mà làm bộ chưa đến 10 triệu cũng có, nhưng mà hàng nó mỏng. Cái thứ nhất, cái thứ hai là nó có bám rác, dính rác, ví dụ như cạnh cái bàn thờ, một cái bộ phận ví dụ như mép khuôn, hoặc là có khi là cái dạ dưới đấy, hoặc là có pha gỗ tạp vào cũng có các bác nhá. Đấy, thế nên là mà cái dòng hương đỏ ấy thì thực ra bây giờ thì nếu mà nói về làm bàn thờ người ta vẫn làm rất là nhiều đúng không ạ? Nhưng mà giá thì người ta sẽ bán rẻ hơn so với dòng hương đá. Đây thì tí nữa Nam sẽ quay cho các bác xem một cái combo phòng thờ mà gỗ hương đá đây bên Nam làm cho khách hàng, cũng là An Gian nhưng là gỗ hương đá mà chân 14 các bác ạ. Thì cũng là sẽ báo giá cho các bác cụ thể về cái bộ phòng thờ này để cho các bác biết được là tại sao mà nó có nhiều loại giá như vậy. Và cái thứ tiếp theo mà ý Nam muốn chia sẻ nữa là đối với những cái bộ bàn thờ mà dưới 10 triệu thì thực ra nếu mà người ta tức là sản xuất theo công, theo mua theo công và sản xuất theo lô thì giá nó rất là rẻ, cực kỳ là rẻ luôn. Đấy, nhưng mà về sau này sử dụng thì mình cũng không dám nói trước được. Đấy, nên là các bác cái vấn đề này thì tùy thuộc vào kinh tế và cũng như là suy nghĩ của từng bác khách khi mà mua những cái đặt niềm tin vào cơ sở để mua những cái bộ bàn thờ các bác nhé. Đây cũng là một trong những cái mẫu bàn thờ án gian gỗ hương, nhưng mà đây là hương đá các bác nhé. Hương đá thì bên Nam làm dày hơn so với bên ngoài thị trường. Đây, chia sẻ với các bác này, cái bộ này là kích thước dài 2m17, bề rộng của bộ sản phẩm này là 1m07, nhưng mà ở đây làm thêm một cái cấp nữa là để đỉnh đồng các bác nhá. Và ở đây này, ví dụ như hàng chợ có khi làm khuôn là 4 phân, ván ở trên này này là có đâu đó có khoảng 1.5 phân hoặc 1 phân, và cái trong thang có khi 7 thang, nhưng bên Nam làm ở đây là khuôn 5 phân, ván ở đây là 2 phân đậu đấy ạ, và thang là 9 thang. Đấy, nguyên như vậy nó khác rồi. Cái thứ hai là vai này, cái phần vai đây nhá. Đây là gỗ hương đá các bác nhỉ. Gỗ hương đá. Đấy, vai đây là dày 6 phân. Và khuôn ở đây, yếm đây là dày 4 phân. Đấy, làm nó rất hàng rất là dày dặn. Thế nên là có những bác khách mà đi đến nhà Nam ấy, tham khảo và nhìn thấy đi quanh làng rồi, nhưng mà thấy cái bộ sản phẩm nhà Nam làm nó hàng nó sờ vào nó chắc chắn, kể cả ở những cái phần ngang như này, làm rất là chắc chắn các bác nhá. Và cái bàn cơm này. Đây này. Thiết kế làm sao cho nó hài hòa, cân đối như thế nào các bác nhìn không ạ? Đây, cái hai bên đầu này nhấc ra nhấc vào cho thoải mái và nhìn nó phù hợp đúng không? Cái mẫu nó cũng phù hợp cơ, làm rất là dày dặn. Đây, ván này làm rất dày, không phải chỉ riêng cái bàn to mà đến cái bàn cơm này bên Nam làm rất là dày dặn. Ngoài ra thì bên trên thì thiết kế thêm một bộ cuốn thư câu đối,
Đấy, cuốn Tư Cú Đối này thì sẽ có, cũng như các bác nói là tại sao mà có những cái bộ hương, gỗ hương mà chỉ có 10 triệu. Nhưng mà cuốn Tư Cú Đối vậy, có những cái bộ có khi 13, 14 triệu cũng có. Mà nhưng có những cái bộ như đây là hơn 20 triệu cũng có. Bởi vì sao? Anh nhất chia sẻ với các bác nhé. Cái bộ này bên Nam làm là hàng tai liền, liền luôn. Cái phần tai này, đây chia sẻ với các bác như này này. Đây, đây cái phần đằng sau đây. Đây có thể quay đằng sau cho các bác xem. Đây, quay đằng sau cho các bác xem. Đấy, đây mặt đằng sau đấy, các bác nhìn đó, tai liền luôn. Đấy, hàng liền xuyên suốt. Đấy, cái hàng tai này, tai liền này. Ở đây phần này là phần Nam chỉ gá thôi, bên Nam chỉ gá thôi. Đấy, có chữ ký của chú ra về trực tiếp để lấy rồi. Đấy, ký nhận phần mộc, xong đấy mang Nam với, bên Nam mới mang đi sơn. Đấy các bác nhá. Còn như đây nhá, đây chia sẻ với các bác này, cái hàng này lại đây. Đấy, đây cũng vậy này. Đấy, đây cũng là hàng tai liền, các bác nhìn chưa. Đấy, đây cái bộ này đây của khách khác các bác nhá. Đấy, nhưng mà dát vàng thì lại khác. Đấy ạ, bên này này các bác nhìn, đây là tai ghép này các bác nhìn chưa. Đây là tai nó vảnh như thế này này. Đây này, nếu đi thẳng quay thẳng như thế này thì các bác thấy được là tai nó vảnh đúng không. Đấy, nó có độ vảnh này. Đấy, cái này ghép vào giá thành nó sẽ rẻ hơn, đúng không ạ? Thế nên là đấy, tự không phải là nguyên cái bộ sản phẩm bán gian, mà những cái bộ sản phẩm như là cuốn Tư Cú Đối đấy, cũng vậy các bác nhá. Với cái tổng combo này thì bên Nam thiết kế cho chú ấy là vào 59 triệu các bác ạ. Đấy, cái bộ sản phẩm này là làm hàng rất là dày dặn. Dát vàng này thì nó không đáng hết mấy tiền đâu. Quan trọng là cái phần gỗ mình làm dày cho khách hàng. Và cái thứ hai là chất liệu gỗ, liệu đúng. Đây là hương đá 100%, là hương đá 100% các bác nhá. Đấy, từ cả là phần cuốn Tư Cú Đối cũng vậy, hương đá các bác nhìn thấy không ạ, phun lên rất là đẹp đúng không ạ. Đấy, thế nên là nếu mà nói về giá thì nói chung là một bộ án gian thờ có khi 10 triệu cũng có, và có khi là 20 triệu cũng có, 30 triệu cũng có, rất là nhiều loại. Nhưng mà ở đây là Nam chia sẻ là tổng combo này nhá, một cái bàn thờ nhị cấp, một bàn cơm và một bộ cuốn Tư Cú Đối hàng ghép đôi, mà thân ở đây là phần tai liền dày 5 phân. Đấy, bên Nam bán tổng combo này là giá và 59 triệu hoàn thiện cho khách hàng lắp đặt tận nơi đấy ạ. Còn đối với những khách hàng mà ở miền ở xa ấy, thì bên Nam sẽ hỗ trợ một nửa phí vận chuyển các bác nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi video của Nam. Đấy, thì Nam vừa rồi giải đáp cho các bác về cái vấn đề là tại sao mà có những cái bộ án gian khoảng 10 triệu cũng có các bác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ạ.